Ca sĩ Vũ Cát Tường mới đây đã chính thức come out. Việc công khai xu hướng giới tính và sống thật với chính mình của cô nhận về nhiều sự quan tâm. Hầu hết người hâm mộ không bất ngờ mà rất ủng hộ áo quân The Voice mùa 2. Trong một tập vlog của series 90 ngày trước tuổi 30, nữ ca sĩ diện một chiếc đầm hồng và cảm thấy ngượng ngùng, bật cười trước diện mạo này. Cô cho biết mình là gay. Trước đó, hàng loạt cái tên nổi tiếng trong làng giải trí đã come out. Linh Ly không những phẫu thuật chuyển giới mà còn đổi cả tên thành Tô Ngọc Bảo Linh. Mới đây, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lệ Nam bất ngờ công khai bản thân là người song tính. Nhưng màn come out này gây ồn ào vì chia sẻ đi kèm của cô. Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16 vì tôi nói tôi là người song tính và đó là lý do tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT. Nổi bật trong cộng đồng LGBT Việt Nam không thể không kể đến Hoa hậu Hương Giang. Năm 2010, nữ ca sĩ tham gia Việt Nam Idol với tên Nguyễn Ngọc Hiếu. Hai năm sau, cô quay trở lại cuộc thi với diện mạo và cái tên hoàn toàn khác, Nguyễn Hương Giang. Ngoài âm nhạc, Hương Giang còn đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, hoạt động kinh doanh và tham gia nhiều chương trình thực tế. Năm 2006, chàng ca sĩ Lâm Chí Khanh lấp lẫn về giới tính của mình. Sau đó, anh biến mất khỏi làng giải trí một thời gian, rồi tái xuất trong diện mạo nữ tính với tên Lâm Khánh Chi. Từng tham gia The Voice 2012 với vẻ ngoài thư sinh, Đào Bá Lộc ngày càng thay đổi phong cách, công khai thừa nhận mình là một phần của cộng đồng LGBT. Cô để tóc dài, mặc trang phục quyến rũ và trang điểm ngọt ngào. Diễn viên BB Trần từ lâu đã không ngần ngại chia sẻ rằng anh thuộc cộng đồng LGBT và có bạn trai lâu năm.